Mình nghĩ tách cái bóng đi, FPS nó sẽ cao hơn 10 đến 20 FPS gì đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình đang thử quay ở 90 FPS này đó. Quay OBS này, chúng ta sẽ full HD các kiểu đúng không? Đầu ra đầu ra của mình là chọn đầu quay là cắt AMD này. Cái này số 4 nè. Đấy. Mình coi FPS được bao nhiêu nha. Cái gì nó khá kinh khủng mọi người, nhìn đồ ạ. Mình sẽ để bóng đêm lên cho nó lắc. Để bóng đêm cho nó lắc chơi các bạn. Quay 1080 FPS của mình không lên được 120 các bạn, nhưng mà nó vẫn mượt các bạn. Khá là mượt luôn. Mà chịu không được FPS 120 mấy. Nhưng mà cảm giác rất là trơn nha. Quay 1080 thì FPS của mình khá là thấp. Nó bị giảm FPS khi quay clip các bạn ơi. Có ai biết cách quay OBS kiểu vậy không? FPS đời 90 hả? Bây giờ mình sẽ thử ra thử dừng video lại nha. Tên này thì rồi lần này mình dừng đến CPU quay nó rồi, FPS nó không lên nổi được 90 luôn. Thiết lập sang cái gì nhỉ, cái ghi hình x264 này nè, FPS không được 50 luôn. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái khác nữa, lần này mới ghê nè các bạn. Lần này mình chơi quay kiểu 265 luôn. Đấy. Để xem FPS bao nhiêu. Mình sẽ test thử hết mấy cái này coi quay cái nào là nó nét nhất. 265 thì FPS được 90 mấy, 80 90 các bạn. 7 mấy, nhớ 7 mấy nhưng cũng mượt. Ồ, nó cũng có khác gì 264 luôn ta. Nó không khác gì 264 luôn. Cái mượt nó vậy thôi, nó nhanh gọn lắm, nó phát xong ngay à. Nói chung là quay 1080 mà FPS gần 90 mà nó mượt mượt vậy cho là xem đã mắt rồi đúng không các bạn? Nó nhất đã mắt luôn rồi đúng không? 80 FPS đã mắt không? Có bóng rồi đấy. Ừ, bây giờ mình mà tắt bóng thì không biết FPS bao nhiêu nhỉ. Đúng rồi, mình quên tắt bóng rồi các bạn ơi. Để bóng đêm cho nó lắc chơi các bạn. Anh hết rồi. Không cho vào này, cái mình đang còn đặt bóng thế này. Bóng nó có cái bóng này nên FPS nó bị giảm có đúng không mọi người? Có khi là do cái bóng này nè, tí mình tách cái bóng đi. Có khi bây giờ quay bằng cạch kiểu này là FPS nó còn cao rồi đó, không có bóng là FPS cao lắm mọi người. Tí FPS có khi là ổn định 100% á. Bây giờ đang ổn định cỡ 7 mấy 80 nè. Đó là có bóng nè các bạn, nó nét vãi luôn. Đó thằng đó còn đồng ý với mình mà các bạn. Ừ, xém nữa ăn hết luôn. Tắt cái bóng thì FPS sẽ nó được bao nhiêu các bạn. Có cái bóng này nhìn nãy giờ không chú ý quên. Nãy trước khi vào trận bật cái này lên mà lại không nhớ. Tắt đi chắc chơi mượt lắm các bạn. Nhưng mà sao cái nhờ có cái cảm hình nó kiểu gì nó cũng mượt ta. Kệ hết. Đó là đang vô có bóng này các bạn. Giờ tắt cái bóng đi để xem FPS là bao nhiêu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt cái bóng đi để xem FPS vào trận nó sẽ là bao nhiêu. Mình nghĩ tắt cái bóng đi FPS nó sẽ cao hơn 10 đến 20 FPS gì đó. FPS chỉ tăng được gần 10 FPS, 90 các bạn, 90 đến 100 các bạn. Thấy có là 90 cao trăm không? Mình mà tắt coi màn hình Full HD đi là FPS của mình có rơi khoảng 140 đến 200 các bạn. Nó bị ảo như vậy đấy các bạn, nhưng mà nó mượt lắm. Màn hình hiện tại lên 75Hz nha. Tắt bóng đi FPS lên tới trăm mấy nè. Bọn mình kia biết bắn nha, bây giờ phải bắn nghiêm túc rồi nè. FPS cao bắn không lại chịu thua luôn á.
Mượt quá, mượt quá. FPS 100 quay màn hình full HD. Quá mượt. Tự nhiên ngáo ngáo la vào bấm bụi cỏ không được ta. Ngáo 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 quá. Ôi hai cháu ơi đừng đợi nữa. Đợi chờ không hạnh phúc đâu. Ui rồi. Keo đâu anh? Keo đó. Trời ơi. Ở đây có tài nguyên. Ở đây có tớ nè cậu. MB5 lao vào kẻ địch nè. Team bên kia biết bắn, lao vào bắn. Thú vị, có bụi cỏ nè, đó, có bao quả keo. Lao thẳng vào luôn. Ui, biết mùi cỏ rồi mà không kịp bắn nó. Đục kìa. Thằng này chết rồi. Kỳ lăng đang hồi. Ok, xem người khác chơi là FF cao luôn nè. Cái này mà tổ chức. Nó kêu. Ôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ bấm like, subscribe cho mình. Và đây là một clip gọi là test xem quay 1080 thì chơi được bao nhiêu FF đấy mà. Nói chung là mượt.